Công nghệ nhận diện khuôn mặt ngày càng thâm nhập sâu hơn vào cuộc sống. Tôi thậm chí còn không phải mang điện thoại di động bên mình nữa, cứ thế mà đi mua sắm thôi. Nhưng tiện lợi đang đi kèm với không ít rủi ro. Và có thể là nhà phát triển họ đã kèm một số những cái điều khoản được quyền toàn quyền sử dụng cái khuôn mặt của chúng ta vào bất kỳ một cái việc nào đó khác, kể cả cái việc là bán lại cho bên thứ ba. Hai mặt của công nghệ nhận diện khuôn mặt. Vâng tuần qua thì hãng công nghệ Facebook đã khiến cho nhiều người chú ý khi quyết định dừng tính năng nhận diện khuôn mặt tự động theo đó thì bằng cách vào phần cài đặt quyền sinh tư rồi nhận diện khuôn mặt người dùng có thể xem mình là đang bật hay là tắt tính năng này và tôi cũng đã thử uh, các bước mà facebook đã vừa khuyến cáo ta có thể vào phần nhận diện khuôn mặt và sau đấy thì facebook đã hiển thị một câu hỏi là bạn có đồng ý cho facebook nhận diện được khuôn mặt của bạn trong các bức ảnh hay là hình video không và bạn có bạn có quyền chọn là có hoặc là không và nếu tôi ấn vào không thế là từ nay những bức ảnh của tôi như thế này trên facebook thì uh, Facebook sẽ không thể nào mà nhận diện được nữa. Tôi nghĩ là cái tính năng này đang được rất nhiều người thích đấy bởi vì khi mỗi khi chúng ta post ảnh lên mạng lập tức là sẽ uh, test tất cả những cái người bạn ở trong đó. Tuy nhiên là có vẻ như cái công nghệ nhận diện khuôn mặt này nó hữu ích như vậy nhưng mà chưa nhiều người nhận biết. Được uh, cụ thể cái công nghệ này nó là như thế nào? À, vâng, đây là câu hỏi cũng rất nhiều người đặt ra và chính bản thân tôi cũng rất tò mò. Thế nên cô, tôi, tôi đã thử đi tìm hiểu cách thức hoạt động của công nghệ này. Máy tính sẽ lấy hình ảnh của bạn và tự động tính toán khoảng cách giữa các đặc điểm trên khuôn mặt. Ví dụ, thuật toán máy tính có thể phân tích các vị trí, kích thước, hình dạng của mắt, mũi, gò má và cằm. Những thông số này sau đó sẽ biến thành dữ liệu khuôn mặt. Một khi máy tính có được những thông tin này, nó có thể dễ dàng quét kho dữ liệu hình ảnh và tìm ra khuôn mặt trùng khớp với những dữ liệu được lưu trữ. Lúc đầu thì hệ thống nhận dạng khuôn mặt được phát triển bằng việc thu thập hình ảnh 2D. Tuy nhiên, hình ảnh 2D chỉ dựa vào khoảng cách các điểm trên khuôn mặt để nhận diện. Nên một khi chúng ta có hơi nghiêng mặt hay điều kiện ánh sáng không tốt thì kết quả tìm kiếm sẽ không được chính xác. Do đó, các chuyên gia đã tìm đến một phương pháp khác, đó chính là nhận dạng khuôn mặt 3 chiều. Kỹ thuật này sử dụng các cảm biến 3D để nắm bắt thông tin về hình dạng của khuôn mặt. Thông tin này sau đó được sử dụng để xác định các đặc điểm đặc biệt trên khuôn mặt như đường viền của hốc mắt, mũi và cằm. Tuy nhiên hình thức này thi thoảng vẫn chịu thua nếu bạn có biểu lộ cảm xúc khác hay đeo thêm kính hoặc mọc thêm dâu. Thế nên một xu hướng mới nổi lên, tuyên bố cải thiện được độ chính xác cao hơn nữa. Kỹ thuật này gọi là phân tích kết cấu da, đưa các đường đặc trưng, hình dạng và các điểm nốt trên làn da của một người và phân tích. Các thử nghiệm đã chỉ ra rằng với việc bổ sung các phân tích cấu trúc của da, hiệu quả trong việc nhận ra khuôn mặt có thể tăng từ 20 đến 25%. Vâng với những ứng dụng hiệu quả như vậy thì các doanh nghiệp tại Trung Quốc đã ngay lập tức nhận thấy rõ tiềm năng của loại hình công nghệ này và Trung Quốc cũng được coi là một trong những quốc gia đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới này. Và chúng ta đều biết thì thị trường thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc vốn đã rất phát triển với việc là sử dụng rộng rãi QR code. Tuy nhiên, phương thức này có thể sẽ sớm trở thành quá khứ, thế chân vào đó là phương thức thanh toán không thông qua là nhận diện khuôn mặt Nhìn thẳng vào màn hình và thế là việc thanh toán của bạn được hoàn tất. Chỉ cần đăng ký kết nối khuôn mặt của mình với một hệ thống thanh toán kỹ thuật số hoặc tài khoản ngân hàng là khách hàng có thể sử dụng công nghệ thanh toán tiên tiến này. Với công nghệ thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt, tôi thậm chí còn không phải mang điện thoại di động bên mình nữa, cứ thế mà đi mua sắm thôi. Một khi hoàn tất xong mọi thủ tục đăng ký thì việc mua hàng và thanh toán trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, lại còn không phải xếp hàng chờ đợi, tôi thấy khá là tiện và tiết kiệm thời gian nữa. Gạt những chiếc thẻ thanh toán đôi khi gây phiền phức sang một bên, phương tiện thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt đang nở rộ tại Trung Quốc với sự vào cuộc của nhiều ông lớn công nghệ như Alipay đã tiến hành nâng cấp hệ thống Smile2Pay, có nghĩa là mỉm cười để thanh toán và sẽ tiếp tục chi 3 tỷ nhân dân tệ trong 3 năm để triển khai công nghệ này. Hay như Tencent cũng mới ra mắt công nghệ thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt mang tên Frog Pro trong tháng 8 vừa qua, cùng với hàng loạt start-up đua nhau đặt chân vào thị trường này tại Trung Quốc. Ngoài thanh toán tại các cửa hàng, công nghệ nhận diện khuôn mặt hiện cũng đang được áp dụng tại một số địa điểm khác ở Trung Quốc như sân bay, bệnh viện, góp phần giúp hoạt động tiêu dùng của người dân trở nên thuận lợi hơn. Công nghệ này thì cũng rất phát triển tại nhiều quốc gia khác. Các hãng công nghệ lớn trên thế giới thì dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua một công nghệ tiềm năng như vậy. Trong cuộc chạy đua này thì các hãng công nghệ còn sở hữu một lợi thế rất lớn, đó là kho dữ liệu khổng lồ về hình ảnh người dùng. Chẳng hạn như là với Facebook, mỗi ngày thì người dùng đăng tải lên tới hơn 300 triệu bức ảnh lên mạng xã hội này hay là hàng trăm nghìn người dùng trong những dòng điện thoại như là iPhone 10 hay là iPhone 10S thì có thể mở khóa điện thoại bằng Face ID, chính là ứng dụng nhận diện khuôn mặt bằng 3D từ Apple. Còn ông lớn công nghệ Google thì còn có bước đi xa hơn nữa. Là khi tháng 7 vừa rồi thì họ đã cho các nhân viên của mình là xuống phố tặng cho bất kỳ ai đi được một tấm thẻ quà tặng trị giá là 5 đô la Mỹ. Điều kiện duy nhất đổi lại là những người đi đường sẽ cho phép ông lớn tìm kiếm được chụp ảnh và sử dụng một bức ảnh selfie của họ. Nghe có vẻ tiêu tốn khá nhiều công sức nhưng đổi lại thì tập đoàn này sẽ có càng nhiều dữ liệu cho tính năng nhận diện khuôn mặt cho dòng điện thoại Pixel 4 sắp ra mắt. Vâng và rõ ràng là cái xu hướng nhận diện khuôn mặt thì đang ngày càng phổ biến. Tại Việt Nam thì tôi thấy là công nghệ nhận diện khuôn mặt cũng đã được nhiều doanh nghiệp nhanh nhạy áp dụng. Tuy nhiên hiện mới chỉ ở bước sơ khai. Tại Việt Nam thì một số cửa hàng đã áp dụng cái công nghệ nhận diện khuôn mặt khách hàng để thống kê các cái số liệu như là lượng khách thời điểm mua hàng và nhờ đó là chủ hàng có thể đo đếm được hiệu quả chốt danh số của các nhân viên bán hàng của mình hay là cái mức độ hiệu quả của các cái chính sách marketing. Một số doanh nghiệp và tập đoàn lớn thì cũng đã bắt đầu ứng dụng công nghệ này trong vòng một năm trở lại đây không chỉ bởi mục đích quản trị của doanh nghiệp mà còn để tăng thêm cái trải nghiệm cho người dùng. À, tại cái khu nghỉ dưỡng ở, ở nha trang thì khách du lịch cũng đã được à, giải phóng mọi các cái loại giấy tờ và thẻ từ thanh toán bằng khuôn mặt dự kiến cũng sẽ được tích hợp rộng rãi và theo các chuyên gia thì à, mức độ chính xác của cái công nghệ này hiện có thể đạt từ 95 cho đến 96 và cái xu hướng này à, có thể à, sẽ thay thế được cả nhận dạng bằng cả vân tay vâng đúng là khắp trên thế giới thì đều phát triển các tiện ích từ công nghệ nhận diện khuôn mặt như cái gì thì cũng có tính hai mặt của nó và chúng ta hãy quay lại câu chuyện mà facebook chúng ta đề cập từ đầu thì mạng xã hội này đã phải chấp nhận là để người dùng tắt tính năng nhận diện khuôn mặt mặc dù đây là một trong những tính năng thu hút được rất nhiều sự chú ý nguyên nhân là do facebook phải đối mặt với kiện cáo từ chính những người yêu thích mạng xã hội này tại mỹ bởi vì rõ ràng là khuôn mặt thì cũng là dữ liệu người dùng và dữ liệu nào thì cũng có nguy cơ bị sử dụng cho các mục đích khác như là quảng cáo chẳng hạn và trao đổi với phóng viên VTV24 thì một chuyên gia công nghệ tại Việt Nam cũng có chung nhận định này. Khi mà chúng ta up đăng tải một cái hình ảnh của chính chúng ta, khuôn mặt của chúng ta, thì người dùng họ không đọc kỹ những cái điều khoản của nhà phát triển và có thể là nhà phát triển họ đã kèm một số những cái điều khoản được quyền toàn quyền sử dụng cái khuôn mặt của chúng ta vào bất kỳ một cái việc nào đó khác, kể cả cái việc là bán lại cho bên thứ ba. Vẫn vâng, công nghệ nhận diện khuôn mặt thì còn có thể bị lạm dụng vào các mục đích nguy hiểm hơn là quý vị đã từng nghe đến khái niệm deepfake hay nghe đến một video làm giả bài phát biểu của cựu tổng thống Mỹ Obama chưa ạ? Người ta thì đã dùng công nghệ ở nhận diện khuôn mặt để tổng hợp các hình ảnh khẩu hình của ông Obama từ rất nhiều nguồn, rồi lắp ghép thành một đoạn video y như thật. Và người tạo nên video này là đạo diễn đoạt giải Oscar Jordan Peele cho biết là mục tiêu của ông chính là để cảnh báo mọi người về khả năng những công nghệ như là nhận diện khuôn mặt có thể tạo ra tin giả, đặc biệt là từ hình ảnh của những người nổi tiếng. Trusted news sources. và vâng thì rõ ràng những cái um, ứng dụng uh, khuôn mặt này nó rất là tiện lợi tuy nhiên là nếu mà chúng ta không có những cái điều khoản mà chia sẻ uh, những cái quyền riêng tư cách rõ ràng thì biết đâu đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy là gương mặt của chúng ta bị gắn với một cái đoạn quảng cáo dầu cù la hay là thực phẩm chức năng nào đó thì ra đúng không, chị Kim Nguyễn? vâng đúng vậy à, và quyền bảo mật riêng tư uh, dữ liệu cá nhân là điều mà mỗi người tiêu dùng cần phải ý thức khi mà tiếp cận với các công nghệ hiện đại để đảm bảo là vừa tận dụng được tối đa những lợi ích mà chúng mang lại nhưng đồng thời thì cũng không phải là chịu những tác động tiêu cực nếu để lộ cho kẻ xấu